Đầu tuần mới, thời tiết ở các tỉnh thành Nam Bộ có thuận lợi để người dân đi làm, đi học không chị? Dạ vâng, thưa chị Ái Hậu và quý vị khán giả. Nhìn chung thì thời tiết những ngày đầu tuần ở Nam Bộ vẫn khô ráo và khá dễ chịu cho người dân có thể đi học, đi làm hay là tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên là do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên là sáng sớm nay nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ cảm thấy se lạnh, như là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Phú và Tây Ninh với mức nhiệt chỉ 20 độ, thậm chí là ở Tà Lài và Xuân Lộc thì mức nhiệt chỉ từ 17 đến 19 độ, trời rét. Trong một vài tiếng nữa nắng sẽ lên kéo nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở toàn Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng là từ 29 đến 32 độ. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn đến cả chục độ sẽ khiến cho trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần điều chỉnh quần áo cho trẻ sao cho phù hợp với thời tiết. Nhất là vào thời điểm sáng sớm thì khi đi học nên mặc áo ấm, đến trưa thì nên mặc những áo quần với chất liệu là vải cô tông có thể thấm hút mồ hôi tốt. Nên cho trẻ uống đủ nước và cung cấp đủ chất dinh dưỡng trong bữa ăn để tăng cường được sức đề kháng. Thời tiết trên đảo Phú Quốc hôm nay, trời có nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất là 30 độ, về đêm giảm xuống còn 23 độ. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển, hôm nay sóng gió ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang liên tục chuyển xấu. Dự báo gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn sóng gió ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì còn mạnh hơn, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Ngoài ra, trời còn trở mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin vừa rồi.